Sau vụ rau màu phục vụ Tết Nguyên đán 2024, nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục chuẩn bị xuống giống vụ rau màu mới nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Cho đến thời điểm này, nhiều diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch và năng suất cao. Theo một số nông dân, do mùa nắng nóng, giá rau màu tăng mạnh gấp 2-3 lần so với ngày bình thường. Nhờ vậy mà người trồng rau rất phấn khởi vì có thêm thu nhập. Mình trồng rau là nhờ cái mùa này, nắng nóng này là rau cải nó có giá. Mình tưới rồi mình trồng, mình vô cái dạng phun tự động, cũng như dạng như là vừa tiết kiệm nước, vừa tiết kiệm vừa điện, rồi vừa nước, rồi vừa công sức lao động. Toàn huyện Cần Giuộc hiện có khoảng 1.750 hectare chuyên canh rau màu. Lượng nước và chất lượng nước trong nội đồng hiện còn đảm bảo đủ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để chủ động đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, huyện quan tâm đầu tư, nạo vét hệ thống thủy lợi, kênh nội đồng, đồng thời kiểm tra, phối hợp vận hành cống đầu mối, theo dõi diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước, xâm nhập mặn trên sông trục chính và các tuyến kênh rạch trong nội đồng, thông tin để người dân nắm và chủ động bơm nước, trữ nước kịp thời phục vụ sản xuất. Độ ngọt nữa thì bây giờ hiện nay thì còn xài đỡ được, nhưng mà nó từ đây sắp tới thì nó sẽ có phèn và nó sẽ lỡ, nước sẽ lỡ. Thì nước nó sắc lại thì người ta tưới cải không được, tưới cải thì nó bị mo hoặc là trồng rau nó bị vàng. Năm nay, theo dự báo, diễn biến thời tiết vẫn khó lường và phức tạp, nhất là tình hình hạn xâm nhập mặn có thể tác động đến hoạt động sản xuất rau màu trên địa bàn huyện. Do đó, ngoài các biện pháp của ngành chức năng, người dân cần chủ động tích trữ nước, tưới tiêu hợp lý.